kính xin gửi tới toàn thể quý vị anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng thân thương nhất ạ. Có lẽ anh chị em ngôi nhà cửa sổ vàng của chúng ta để có một nơi để chúng ta cùng tụ họp, cùng giao lưu, cùng trò chuyện và cùng chia sẻ, điều đó rất là tuyệt vời. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì những người làm chương trình cũng được trở về chung vui với toàn thể quý vị. Và ngay bây giờ để mở đầu, trước khi đến với phần 2 của bộ phim Trạm Vào Hạnh Phúc, xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát mà những người làm chương trình đã dành tặng cho thầy, cũng như dành tặng cho cửa sổ vàng, và dành tặng thay những lời mong nói cho tất cả anh các chị cộng đồng cửa sổ vàng trong buổi sáng ngày hôm nay với bài hát Câu Hát Nghĩa Tình. Soạn lời Hưng Thành. Tuy thương lúc mỗi đều thương, nơi gần xa lúa thương về thầy. Em nhớ rồi bao mai sáng, bao tâm huyết thầy chuyển cho chúng mình. Đánh thức trong mi ta những giá trị bản thân, vâng lời thầy, vâng lời thầy đi đúng ngày nào. Mà như ta cách
xa vời, có ai biết được tình yêu là thế. Đôi anh đã hẹn nhìn rồi không tới, ai biết nóng trời làm thế. Tại anh không đến nơi hẹn, để người ta trông đứng trông ngồi, để người ta chờ rơi ngóng trông ngồi. Những ai biết được nỗi lòng của người ta, những đêm mình vắng nhau, rồi người yêu tìm trong giấc mộng, để lòng mình sao còn ngẩn ngơ. Nắm tay hết giận hết hờn em nhé, xa cách thêm quan lãnh. Cảm ơn.
nắng trời làm lễ. Tại anh không đến nơi hẹn để người ta trông đứng trông ngồi, để người ta chờ rơi ngóng trông. Thì không biết là cái điều gì mà thầy lại có những cái ưu ái, có những cái điều tuyệt vời đó. Xin mời thầy. Vâng, thưa các bạn ạ, cái nơi mà tôi tài trợ hai dạp đầu tiên đó là Hà Nội và sau đó là Bắc Ninh. Đơn giản là tôi yêu Bắc Ninh. Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình, người Bắc Ninh vốn trọng giao duyên. Khách đến nhà là hát, khách uống trà là ca, khách đi xa nếu chẳng cho về. Và nếu đến nỗi là tôi còn phải quay lại rất là nhiều lần với Bắc Ninh. Thực ra thì tôi sống và làm việc tại thủ đô Warsaw của Cộng hòa Ba Lan. Thì trong chuyến mà về Việt Nam này, thì việc đầu tiên là tôi về để dự triển lãm quốc tế y dược với các thương hiệu sản phẩm Ba Lan. Và bạn biết là nó tổ chức ở Sài Gòn. Nếu mà doanh nghiệp Việt Nam tổ chức thì sẽ phải chi phí hai cái quầy của tôi chắc khoảng ít nhất là nửa tỷ không dưới. Nhưng mà vì nó triển lãm thương hiệu Ba Lan nên là chính phủ Ba Lan tài trợ cho chúng tôi 100%. Và những sản phẩm Ba Lan đó thì lại được phát minh sáng chế bởi một người Việt với thương hiệu Dr. Cương. Và như các bạn biết là ở châu Âu thì tôi sản xuất trên bờ 20 loại sản phẩm. Tôi thuê không chỉ riêng Ba Lan mà cả Thụy Điển, một số nước sản xuất cho tôi đạt chuẩn châu Âu, và về Việt Nam thì nó được cấp phép của Y tế Việt Nam. Còn ở Việt Nam thì tôi sản xuất trên 40 loại thảo dược. Chiều ngày hôm kia thì cũng rất là tuyệt vời. Chiều ngày hôm kia thì rất là tuyệt vời là cái sản phẩm để hỗ trợ cho bệnh nhân tiểu đường được chính thức của Y tế cấp phép để sản xuất. Và trong tuần tới thì nó sẽ có cả những sản phẩm cho chị và một số sản phẩm tôi hợp tác với người Nhật. Sau chuyến đi công tác này thì tôi sẽ bay qua Nhật vào cuối tháng này để ký thêm những cái sản phẩm mà cho chống lại tuổi già. Các bạn có thích không? Rồi cho hậu Covid và những nhiều sản phẩm khác cho mẹ bầu, cho trẻ thơ. Tôi yêu cái cộng đồng này vì cộng đồng Cửa Sổ Vàng của tôi có trên 3 triệu lượt follow. Nên là tôi sẽ cống hiến nhiều hơn nữa. Bằng chuyến mà trở về Việt Nam lần này chính là việc đầu tiên là triển lãm các sản phẩm y dược Ba Lan. Rồi sau đó thì chúng tôi còn phải làm việc để chuyển cái công nghệ chamber metroarting
của tôi, bởi vì bên đó tôi hợp tác với ba cái laboratory nghiên cứu về dược, và tôi đầu tư mấy triệu đô la vào để cùng với một tiến sĩ người Mỹ và các chuyên gia Ba Lan để nghiên cứu về lọc máu và làm tế bào gốc. Và trong đó nó có những công nghệ đặc thù của người Ba Lan, người Mỹ chưa có, người Nhật, người Hàn Quốc chưa có. Đó là cái chamber và cái floating. Thì chúng tôi đang xin giấy phép của Bộ Y tế Việt Nam để nhập về Việt Nam. Nếu mà giấy phép xong thì nó chỉ mất 40 ngày ở trên biển, là những cái thiết bị của chúng tôi, mấy triệu đô la đầu tư đấy nó sẽ về Việt Nam. Thì trong tương lai nó sẽ trợ giúp người Việt Nam rất là nhiều. Tôi làm việc chính ở Sài Gòn. Bốn công ty Việt Nam thì đều có địa chỉ Sài Gòn. Mai Long là một người em. Thực ra thì tôi quen anh trai của Mai Long trước. Anh trai của Mai Long và Mai Long, anh Nguyễn Hoàn thì còn là trợ lý của Thứ trưởng Bộ Văn hóa. Và anh ấy là còn là người quản lý phim Việt Nam. Thế và chúng tôi quen nhau, sau đó thì mới biết đến Mai Long. Nhưng mà điều tuyệt vời đó là khi mà chơi với nhau một hồi, chúng tôi phát hiện ra là chúng tôi từ một dòng tộc với cái họ Nguyễn Duy ra. Thực ra là họ của Mai Long với Nguyễn Huy Hoàng cũng là Nguyễn Duy. Và Mai Long thì cũng là tác giả của tập thơ Quà Cho Con phần 2. Và Mai Long còn là giảng viên dạy tiếng Hàn. Anh ấy còn là một doanh nhân. Và bạn ấy viết kịch bản, đạo diễn, thủ vai và nhạc phim là Mai Long sáng tác. Một chàng trai đa tài, một chàng trai mà chúng ta dành một tràng pháo tay cho Mai Long. Và dòng dã hơn như toàn nghệ sĩ ở đây. Mai Long công chiếu bộ phim Trạm Bảo Hạnh Phúc phần 2 và bảo anh ơi, em công chiếu ở Hà Nội, anh cố gắng ra dự. Thì tôi luôn luôn cổ cũng ủng hộ cho những đứa em của mình, những người học trò của mình. Thì thường tốt, tôi còn đầu tư cả vốn hoặc tôi trợ giúp về chiến lược kinh doanh. Tôi ra để ủng hộ cho Mai Long. Chiếu được một lúc thì tôi thấy rất nhiều người phụ nữ ở xung quanh khóc và tôi rất là đắc chí, khoái chí lắm, tôi bảo ăn rồi, thế là dính rồi, khóc rồi và tôi rất thích khi họ khóc. Nhưng mà lúc sau thì mình thấy nó cũng cay mắt và mình phải nhìn xem có ai nhìn mình không để mình còn đưa tay qua cái kính. Sau đó thì nó vẫn chảy và không phanh được nữa. Thì mình ngại người ta nhìn thì nó lại trôi xuống má. Và đến lúc đấy thì lại còn phải đưa cả bàn tay lên để quên. Và tôi khóc nhiều nhất đó là lúc phần kết mà cô gái nó tâm sự với mẹ ở phần 1. Thế nên là tôi thấy nó tuyệt vời quá. Ngày nay giới trẻ thiếu những thông điệp tốt, thiếu những định hướng tốt. Và sau buổi phim thì tôi quyết định rằng tôi sẽ tài trợ cho hai cái rạp ở Hà Nội phun rạp để mời cộng đồng của toàn thân thương của tôi tham dự. Và ngay sau đấy thì có mấy ngày thôi thì Hải Phòng đòi chiếu và tôi lại đồng ý hỗ trợ Hải Phòng. Sau Hải Phòng là Phú Thọ, quê hương tôi, ngày hôm sau. Và điều tuyệt vời ở Phú Thọ đó là mẹ tôi 80 tuổi cũng tham dự và mẹ Mai Long 90 tuổi cũng tham dự. Một điều rất là hiếm trong các bộ phim có những người mẹ tham dự. Vâng. Bởi vì tôi có mua một căn khách sạn đẹp ở ngoài đó nhưng mà tôi chưa ra nhận và cũng chưa ở thử bao giờ. Thế là mình ra. Sau đó mình quay Sài Gòn để chiếu phim Sài Gòn. Sau xong Sài Gòn thì không biết Đà Nẵng có kịp không. Còn nếu không thì tôi sẽ bay đi Nhật theo cái lộ trình để tôi ký kết các sản phẩm tuyệt vời. Tôi nhắc lại là những sản phẩm rất tuyệt vời cho bà mẹ, cho trẻ thơ, những sản phẩm của các nhà khoa học Nhật. Tôi mua lại bản quyền. Sau đó thì tôi sẽ đi Ba Lan. Và hôm nay tôi muốn hỏi ý kiến các bạn rằng các bạn có thích bộ phim này không? Có. Dễ thương này không? Có. Rồi. Các bạn có muốn một người cha, đó là ông Sắn, phải sống cảnh cuối đời cô đơn, lạnh lẽo không? Có. Không. Rồi. Con cái chúng ta là tương lai của chúng ta. Thế nên là tuổi thơ của con, đó là tuổi già của cha mẹ. Cái bộ phim nó quá nhiều thông điệp ý nghĩa. Và tôi tặng cho bộ phim này cái slogan rằng Trạm Vào Hạnh Phúc, bộ phim của sự kết nối gia đình. Sau buổi công chiếu này, quay trở về nhà, tôi muốn rằng tất cả các bạn hãy dùng những ngón tay mà chúng ta hay search trên mạng để chạm vào hạnh phúc phần 1. Search
nó được chiếu trên YouTube với 4 tập. Các con trai tôi ở bên Ba Lan, mẹ chúng mở cho xem và hai thằng khóc. Đặc biệt là xem lúc hậu kỳ thì nó lại khóc nhiều và nó giấu. Nó nghĩ rằng nó lớn rồi, nó khóc trộm, nó không cho mọi người biết nhưng mà vẫn biết khóc. Nên là mọi người có hứa với tôi rằng ai hứa là thì giơ tay nhá, giơ về sẽ search cho cả nhà cùng xem. Rồi, cảm ơn. Đâu ạ? Xem rồi ạ, vâng. Thế nhá, ai chưa xem thì về search cùng xem, hãy xem cùng với gia đình mình. Và tôi hỏi ý kiến luôn là các bạn có muốn phần 3 được ra đời không? Có. Tôi chưa nghe rõ, có muốn các nghệ sĩ chưa nghe rõ? Rồi. Tôi cũng sẽ là một nhà tài trợ chính về tài chính vì nó cần rất nhiều tiền đấy bạn ạ. Một cảnh quay trông mà đẹp đẹp lúc tuột xích xe đấy. Vâng, là anh ấy bị cháy nắng, phơi đúng vào cái ngày trên 40 độ, ngày nóng nhất. Và xong thì chị Thu Phương là bị ốm phải đi truyền nước. Quách Thu Hương cũng theo, công chiếu được mấy ngày thì cũng lại ốm. Thế nên là để có mấy cái phút phim đấy thôi, họ mất một ngày dãi nắng và anh bị cháy rộm ra và cũng bị ốm. Nhưng sau đó họ bị ốm, cái ekip lại bị ốm. Thế nên là cần rất nhiều tài chính đấy bạn ạ. Các anh chị ấy là người nổi tiếng, họ không cần nổi tiếng nữa. Và tôi cũng nói thật là cái cachet mà để cho họ đi cùng chúng ta này là không xứng đáng gì. Tại vì các cachet của những người nổi tiếng này, những diễn viên hạng A này rất là cao. Và hơn nữa là các anh ấy rất là bận đóng phim. Nhưng đây là một bộ phim mà tôi thấy rằng, một là nó lấy nhiều nước mắt của khán giả nhất. Các bạn có thấy một phim mà khán giả cũng làm cho nghệ sĩ khóc nhiều nhất. Tí nữa các bạn tâm sự có khi cài lại khóc. Và đây cũng là một bộ phim mà diễn viên xem cùng khán giả nhiều nhất. Một tràng pháo tay cho những kiên nhất của bộ phim. Vâng, tôi quyết định rằng sau cái việc mà tôi hỗ trợ tài chính để phim được đến với cộng đồng Cửa Sổ Vàng ở một số tỉnh, thành phố như thế này, thì tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính để đồng hành với những số phận trong phim. Bộ phim này còn nói lên một thông điệp với chúng ta rằng sự hy sinh của những người anh. Lát nữa nghệ sĩ Mai Long sẽ tâm sự tiếp về cái tình anh em trong bộ phim. Và tôi quyết định là tôi sẽ hỗ trợ tài chính để nâng đỡ những số phận này. Anh em chúng tôi đều trưởng thành từ chân lấm tay bùn, từ đôi con gồng con gánh trên vai mẹ, để tôi trở thành bác sĩ như bây giờ, để em tôi nổi tiếng. Và chúng tôi đi được ra thế giới. Ngoài việc hỗ trợ công chiếu ở Việt Nam, tôi đang tìm cách để hỗ trợ cho bộ phim này đến với Việt Kiều ở nước ngoài. Và đặc biệt đó là phần 3, nghệ sĩ Mai Long rất là muốn tôi tham dự diễn xuất. Các bạn có muốn Dr. Gương của bạn tham gia đến không? Và nếu như thế thì tôi quay trở về Ba Lan, tôi xong một số thủ tục giấy tờ, tôi sẽ quay trở lại sớm nhất có thể để các bạn có được xem phim này vào dịp Tết. Và các bạn có muốn xem phim phần 3 vào dịp Tết không? Yeah. Quá nhiều điều xấu xa ở trần gian này, nhưng chúng ta rất ít những tấm gương tốt. Và chúng tôi chính là những tấm gương để cho thế hệ sau, để cho chính các bạn trẻ hơn tôi, đúng không? Và để cho con cái chúng ta, người Việt Nam phải vượt ra với thế giới. Chúng tôi vượt được rồi mà. Đấy là điều tâm huyết nhất của tôi, là đến với bộ phim này. Hôm nay về đây thì có đồng hành với tôi, cho tôi nói luôn một lèo nhé, xong đấy các bạn. Đồng hành với tôi còn có hệ thống bệnh viện Glomido. Các bạn biết là trong thời gian công chiếu phim, lịch đấy là tôi vừa nói lịch chiếu phim, nhưng xem vào đấy tôi có một cái lịch làm việc để tôi giảng cho Học viện Phòng cháy chữa cháy của Công an. Và tôi cũng vậy còn xem một chương trình nữa, đó là An ninh TV, truyền hình An ninh TV làm cái phóng sự về hành vi tội phạm vị thành niên. Có lẽ nó sắp được chiếu đó. Thì khi nào chiếu các bạn là bên truyền hình An ninh TV công bố mà các bạn có thông tin thì share cho nhau xem. Đấy là một chương trình của tôi nữa. Và tôi còn tham gia làm cố vấn cho một bệnh viện lớn với hơn 400 nhân viên y tế. Và khi về Việt Nam thì tôi cũng vẫn tiếp tục tham gia cùng với hệ thống y tế của Bệnh viện Quốc tế Glomino. Các bạn biết là tôi muốn giữ gìn sức khỏe cho các nghệ sĩ. Tất cả các nghệ sĩ sẽ được tôi chăm sóc sức khỏe từ khi chạm vào tôi. Và tôi sẽ khám miễn phí. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ tặng trong cái hội trường này, ban tổ chức sẽ tìm ra những người xứng đáng nhất mà đang cần nhất. Chúng tôi sẽ tặng
free khám miễn phí cho 5 trường hợp và những cha mẹ già cửa sổ vàng xứng đáng ngồi ở đây. Yeah. Được khám và ở đó thì đó hội tụ những chuyên gia y tế hàng đầu Việt Nam và những vị tiến sĩ, những người Mỹ gốc Việt rất là trẻ và khám bệnh bằng phòng cách ly. Yeah. Còn tuy nhiên là hôm nay ở đây có khoảng 100 cái suất mà chúng tôi hỗ trợ khám bệnh 50% kinh phí cho tất cả những người tham gia chiếu phim ngày hôm nay. Bao nhiêu phần trăm? 50 nhé. Thế nên là những người mà lâu rồi chưa khám bệnh, hoặc là những người vài ba năm nay chưa khám bệnh, hoặc chỉ đơn giản là muốn trải nghiệm khám bệnh ở bệnh viện quốc tế với những bác sĩ tầm ngưỡng quốc tế và tiêu chuẩn Mỹ xem nó như thế nào nhé. Khám cho phụ nữ thì rắc rối hơn, nên là kinh phí của nó vào khoảng trên dưới 2 triệu. Chúng tôi hỗ trợ thì những người sau hỗ trợ rồi thì các người phụ nữ khám chỉ chi phí có 950.000, còn đàn ông thì 750.000, thế là chi phí khám bệnh. Nhưng mà gì, chúng tôi có nhiều cái tính năng khác, chẳng hạn như là các anh bị tiểu đường, chúng tôi có thể dán vào vai anh một mạch chip, anh cứ uống rượu đi, nó sẽ báo vào điện thoại của anh, nó cảnh báo và anh sẽ thấy nó tăng bọt đường lên này, tăng mỡ máu lên này, rồi thì nó báo vào điện thoại của vợ anh nữa, nó báo về trung tâm của bác sĩ nữa, và bác sĩ sẽ hỏi anh muốn sống hay là muốn chết tiếp, chết dần. Thế nên là nó rất kinh khủng. Chúng tôi giám sát 24/24 cho cả những bệnh nhân tim mạch. Thế là hãy trải nghiệm một dịch vụ này. Và thông qua đây tôi không phải là quảng bá cho Colomino, tôi đang tăng gánh nặng cho Colomino, nhưng bởi vì các bạn xứng đáng, bởi vì tôi yêu các bạn. Tôi muốn những người cha sống lâu hơn để được hưởng sự trưởng thành của con cái. Tôi chắc lại là tôi và Mai Long ngồi đây không còn cha, nên là chúng tôi khích lệ các bạn, tôi ngưỡng mộ các bạn, và các bạn thật là có phúc khi vẫn còn cả cha lẫn mẹ. Hãy yêu thương họ. Và người già nếu được chăm sóc, tuổi thọ sẽ tăng. Và đã có chúng tôi không chỉ đồng hành hôm nay, nếu các bạn yêu, các bạn sẽ được đồng hành dài hơn nữa. Vừa qua thì chính phủ Ba Lan, tôi cũng xin, vì bạn tôi là trợ lý tổng thống, tôi cũng xin được hỗ trợ cho 50 suất học bổng cho người Việt Nam, du học sinh Việt Nam. Tôi muốn sang năm tôi cũng sẽ tiếp tục, và để hỗ trợ cho cộng đồng của tôi. Tôi muốn là hỗ trợ rất nhiều về cái mặt sức khỏe này, để giữ gìn sức khỏe cho chính các bạn, cho cha mẹ của mình. Yeah. Thế nên bây giờ tôi nhường mic lại cho ban tổ chức, người dẫn chương trình bằng Khánh Hưng. Đấy cũng là một lời anh lên chị. Các bạn còn một bí mật nữa, tôi xin 30 giây, đó là khi tôi trở về quê, thăm quê nhân dịp Tết năm vừa rồi, cảm ơn rất là nhiều người Bắc Ninh, các bạn ban tổ chức hôm nay này, đã cùng cả Khánh Hưng và ekip quán họ đã lên để biểu diễn ở tại sân nhà tôi vào một buổi tối rất là tuyệt vời. Dân làng tôi hơi bất ngờ, nên là tôi yêu các em ấy lắm. Nhưng tôi xin nhường mic lại cho MC Khánh Hưng. Vâng. Tất cả các anh chị chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn thầy. Và các bạn sẽ được cảm ơn những phần chia sẻ rất là tuyệt vời của thầy. Là gì ạ? Chúng ta vào cái ngôi nhà cửa sổ vàng này thì chúng ta không phải là chôm chỉ được cái gì đúng không ạ? Mà chúng ta hãy đi đi, hãy lớn lên đúng không ạ? Hãy đi và sẽ tới, hãy đi và sẽ lớn và sẽ học, học để phát triển bản thân. Và trong bài hát của em thì em cũng có nói rằng là những kiến thức nuôi con tuyệt vời, để rồi bốn phép tính nhân chia cộng trừ, nhớ các bước kinh doanh trong 7 bài. Và đó là những kiến thức mà chúng ta cần để học, học, học nữa, học mãi để chúng ta hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Một lần nữa thì những cái làm chương trình cũng như ban tổ chức cũng như ekip, tất cả các anh chị em của Sổ Vàng xin được cảm ơn thầy, tấm lòng rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì xin hỏi đạo diễn trẻ của chúng ta. Các bạn ơi, câu slogan dành cho đạo diễn là gì ạ? Gì ạ? Gì ạ? Hãy tư duy. Và chúng ta phải gì ạ? Phải thay đổi. Trong bất cứ một hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng phải có cho mình một phương án để giải quyết vấn đề tốt đẹp nhất, có phải không ạ? Và trong những cái thông điệp của Chạm vào hạnh phúc phần 2 thì người ta cũng nhắn nhủ rằng mình muốn có hạnh phúc nhưng không nên chèn ép, không nên đạp đổ những cái hạnh phúc của người khác. Có đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Và hôm nay thì là một buổi thứ hai khi chúng ta được giao lưu gặp gỡ với đạo diễn trẻ Mai Long. Thì bây giờ thì anh có thể chia sẻ thêm cho mọi người được biết là cái hạnh phúc cuối cùng của bộ phim này nó là như thế nào, mọi người rất là mong chờ. Xin mời anh. Ok,
Kính thưa quý vị, bằng tất cả sự biết ơn và kính trọng tới quý vị, tôi xin gửi lời chúc tới quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Tôi đang sống trong những ngày thực sự hạnh phúc bởi vì được đi cùng với anh Cương, được khóc cười cùng với quý vị ở khắp các nơi, từ Hà Nội, Hải Phòng, Việt Trì, Thái Nguyên và quay trở lại Bắc Ninh. Tôi thấy thật là ấm áp bởi chúng tôi được đón tiếp một cách rất là nồng hậu, đúng như câu hát mà anh Cương vừa nhắc lại, đó là người Bắc Ninh rất trọng chữ tình. Sáng nay tôi xuống ăn sáng ở khách sạn thì có gặp một chị nói là chị từ Yên Bái để về Bắc Ninh để xem Trạm và Hạnh Phúc, để gặp mọi người. Tôi lại càng cảm thấy hạnh phúc. Trước khi mà ngồi ở ngoài nhiều, tôi thấy ấm áp hạnh phúc nhưng cũng thực sự xúc động và thấy áy náy vì mọi người dành tình cảm cho ekip, cho chúng tôi, cho anh Cương nhiều quá. Mà tôi ước một ngày nào tất cả chúng ta đều được xem bộ phim này để cùng Trạm và Hạnh Phúc. Tôi mời mẹ mình, tôi nhìn thấy những gương mặt của những người cao tuổi ngồi ở đây, những giọt nước mắt, những tiếng cười của quý vị làm cho trái tim tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi và anh Cương đều mất cha, không có cơ hội để chiếu cho cha của mình xem. Trên quãng đường di chuyển từ Hải Phòng về, trời mưa rất là to, anh Cương nhìn ra cửa sổ và nói rằng ước gì cha còn sống để anh em mình được về chiếu cho cha xem một bộ phim. Tôi với anh Cương thì giống nhau ở nhiều điều. Chúng tôi đều sinh ra ở vùng miền núi phía Bắc, đều sinh ra trong một gia đình nghèo. Tôi và anh Cương đều gia đình hiếm hoi, có 7 anh chị em. Anh Cương thì là cả, còn tôi thì là út. Tôi có một thời gian sống ở nước ngoài, giống như là anh Cương. Mẹ anh Cương thì 80, mẹ tôi thì gần 90. Những ngày tôi đi nước ngoài thì mẹ tôi ở Việt Trì, vừa rồi mẹ tôi và mẹ của anh Cương có đến xem, thì mẹ tôi bây giờ là còng lưng, là đi là mà đầu cúi rạp xuống đất này từ lâu rồi. Từ khi tôi đi nước ngoài thì mẹ của tôi lần nào cũng tiễn tôi đi. Ở sân bay mà tôi đi lên một cái thang cuốn, đi lên trên một cái thang cuốn để rời sân bay, tôi nhìn quay lại thì có một dáng người nhỏ nhoi bình dị trước tất cả cái sự xa hoa, sự nhộn nhịp của sân bay. Anh trai tôi ôm tôi vào lòng và nói rằng ta nghèo hèn kém cỏi, thiên hạ giỏi giang ghê, đã đi học quyết thành sự nghiệp mới quay về, gạt tình riêng tạm biệt xóm làng, rời tay mẹ, tay bút sách, vai mang áo cũ ta đi, núi đồi đồng ruộng ngập chí khí, quê hương bạn cũ tiễn ta đi, dù bại hay thành không nản chí, sức trẻ tràn trề ta sợ chi. Và mỗi một lần tôi từ nước ngoài quay trở về, vẫn đôi mắt già nua, vẫn bàn tay nhăn nheo đấy, ôm bó hoa tặng con trai. Và khi chúng tôi trưởng thành thì trong con mắt của mẹ thì chúng tôi vẫn là trẻ con như ngày còn thơ ấu. Và thật hạnh được chiếu cho mẹ của chúng tôi xem tại quê hương của chúng tôi, bên cạnh những bàn tay ấm áp, bên cạnh những người anh chị em, bên cạnh một cộng đồng cửa sổ vàng văn minh, với sự dẫn dắt của một người anh có trái tim ấm áp và hào phóng. Chúng tôi sẽ đi cùng nhau
sẽ đi nhiều nơi nữa để lan tỏa được yêu thương này. Thưa quý vị, trong phim thì bà Thắm nói với lại con trai là: con trai ạ, tiền có thể không mang lại hạnh phúc, nhưng mà không có tiền thì không thể hạnh phúc được đâu con. Cũng trong phim này, người con gái nói ở mộ với mẹ: tiền thì con đầy đủ, con không thiếu thứ gì cả, bố lo con tất cả. Nhưng thứ mà con thiếu đó chính là thiếu mẹ. Mẹ của chúng tôi gần đất xa trời rồi, 80-90 tuổi rồi. Nếu mà tính thời gian, chúng tôi không gặp mẹ được nhiều lần. Mỗi một năm chúng tôi chỉ về thăm mẹ được vài lần thôi. Nếu một tháng một lần thì một năm cũng chỉ 10 lần thôi. Và chỉ còn một thời gian ít ỏi nữa thôi. Tức là số lần mà gặp mẹ chỉ còn tính trên đầu ngón tay. Tôi chúc mừng những người còn bố còn mẹ ngồi đây. Hãy trân trọng những giá trị này. Bởi đến khi chúng ta có thể trưởng thành, chúng ta có thể làm nên những điều tuyệt vời cho bố mẹ, thì có thể bố mẹ không còn nữa. Trọng và hạnh phúc là một tiêu đề, cũng là một lời bài hát mà tôi viết. Hạnh phúc là gì mà ai cũng mong cầu như thế? Hạnh phúc đó là một đề tài rất trừu tượng, nhưng hạnh phúc cũng là nhu cầu của con người của chúng ta. Ai cũng mong muốn chạm tay lấy nó. Tôi rất hạnh phúc vì những cặp đôi đi xem nắm tay nhau. Trong lời bài hát tôi cũng viết: hạnh phúc là gì mà ai cũng mong cầu như thế? Hạnh phúc là khi tay trong tay xây ước mơ tuyệt vời, thấy ấm con tim mình lên. Tôi về tôi xem lại video, tôi đã khóc rất nhiều. Vì rất nhiều đôi đi xem nắm tay nhau và thấy con tim mình ấm lên. Ngày hôm qua tôi ngồi cạnh anh Đới, anh Quân. Sau khi xem những cái lời của cô gái mà tâm sự trên mộ khi mất mẹ, thì anh Quân đã khóc nức lên. Và tôi hỏi, thì anh Quân nói rằng là anh cũng thế. Mỗi một lần bế tắc thì anh ra mộ, anh tâm sự với cha. Nên là nhìn cái hình ảnh này anh không cầm được nước mắt. Ngày hôm qua trước khi anh Quang Lâm về, thì anh nói lại tôi là anh không thể xem thêm được nữa. Bởi vì mỗi một lần xem thì anh cũng rất nhớ cha. Rất nhiều nghệ sĩ mất cha, thậm chí có những nghệ sĩ phải hy sinh. Hy sinh cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chúng ta nhìn thấy cảnh mà trèo lên mái nhà, hôm ấy trời mưa rất to, và anh Lâm đã phải trèo lên mái nhà, chỉ cần sảnh chân một cái là có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nhưng khi mà hóa thân vào phim, tất cả các nghệ sĩ đã cho chúng ta thấy tình yêu của nghệ thuật. Cuộc sống này đã đưa vào nghệ thuật, đã đưa vào lăng kính nghệ thuật để sự hy sinh đấy nó được trường tồn. Để sự hy sinh đấy nó mang lại một thông điệp mạnh mẽ trong ký ức của quý vị khán giả, để chúng ta biết yêu thương và trân trọng hạnh phúc hơn. Chạm vào hạnh phúc đã khó, nên giữ gìn hạnh phúc thì càng khó. Hạnh phúc trong phim nó giống như là một hạt sương, chỉ chạm tay vào thôi đã tan đi mất rồi. Hạnh phúc ơi, tìm ở đâu? Đó là thông điệp trong phim. Và một lần nữa tôi cảm ơn và trân trọng quý vị, kính chúc gia đình của quý vị, kính chúc bố mẹ của quý vị, con cái của quý vị thật bình an, hạnh phúc và khỏe mạnh. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn ông phần chia sẻ. Thì ai cũng vậy thôi. Tục ngữ ca dao thì vẫn thường răn dạy chúng ta rằng: ở đời có cha có mẹ mới có mình, sống sao cho trọn nghĩa tình làm con. Và có lẽ rằng cái thông điệp bộ phim Trạng Vài Phút phần 2 nó là một cái thông điệp rất mạnh, cực kỳ mạnh với chúng ta, và sẽ không bao giờ là quá muộn cả với chúng ta. Một thông điệp rất là tuyệt vời.
rất là ý nghĩa. Một lần nữa thì thay mặt cho cộng đồng Cửa Sổ Vàng cũng xin được chân thành cảm ơn những tình cảm, những thước phim rất tuyệt vời, quý báu của đạo diễn cũng như ekip làm phim. Và để có được một chương trình ấm cúng, hay, ý nghĩa và nhân văn, thành công, rực rỡ như ngày hôm nay thì cũng xin được chân thành cảm ơn những tình cảm của các tập thể, các cá nhân, những nhà tài trợ cho chương trình. Và ngay bây giờ thì ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời thầy sẽ cùng dành tặng những phần quà cho đạo diễn, cho những nghệ sĩ trở về chung vui với chúng ta trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời ban tổ chức. Nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong, bởi vì là cũng do áp lực công việc, quý vị ơi, chúng ta cũng thấy nghệ sĩ của chúng ta thì nhìn thì sắt đá như thế thôi, nhưng có một tí tình yêu vào là khác ngay. Hàng ngày thì nhân viên hỏi là sẵn sàng quát tháo ầm ĩ, có phải không ạ? Nhưng mà khi có một tí men tình vào thì anh em ra uống bia thoải mái, có phải không ạ? Nghe rất là gấp. Tất cả mọi người cũng rất là muốn sự chia sẻ của anh thêm một chút nữa. Xin mời anh. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Trước hết thì cho phép Hồ Phong được gửi tới các bà, các mẹ, các anh chị cùng tất cả các khán giả có mặt trong khán phòng này lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Phong thì đang rất buồn. Phong buồn bởi vì Phong biết là Phong sẽ phải kết thúc những cái cảm xúc của mình, những cái niềm vui của mình, những cái hạnh phúc của mình đến ngày hôm nay. Mình phải tạm dừng lại, bởi vì sau đây là Phong phải về Phong làm việc ở cơ quan, và còn một cái việc rất quan trọng nữa mà Phong phải kết thúc, đó chính là việc xây nhà cho bố mẹ Phong ở dưới Hạ Long. Cho nên là Phong không thể tiếp tục đồng hành cùng với các anh chị để được đón nhận những cái tình cảm rất là nồng hậu của Cửa Sổ Vàng nói riêng và quý vị khán giả nói chung như thế này. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, tuy rằng là công việc và điều kiện hoàn cảnh rất là khó khăn, và đạo diễn, các diễn viên cũng đã bớt những chút thời gian rất là quý báu để cùng giao lưu, cùng tương tác với toàn thể quý vị. Anh Phong muốn nói gì thêm không ạ? Mình chưa nói xong mà. Phong mới bật mí, lẽ ra Phong sẽ kết thúc cái chuyến công tác này sớm hơn, tức là sau khi kết thúc ở Phú Thọ, là quê của bác sĩ Nguyễn Duy Cương và anh đạo diễn Mai Long, thì Phong đã xin kết thúc. Nhưng Phong cố gắng sắp xếp công việc để Phong về đến Bắc Ninh mới kết thúc. Bởi vì trong này nó có một cái sự ích kỷ cá nhân mà nếu Phong nói ra thì mong mọi người bỏ qua. Đó là cha của Phong chính là một người con của Bắc Ninh. Bố của Phong là, cha của Phong là sinh ra và lớn lên ở Bắc Ninh. Sau đó là ông đi học đại học sân khấu điện ảnh và được phân công xuống Quảng Ninh để làm việc. Ông đã sống ở đó, rồi quen biết với mẹ của Phong và hai ông bà kết hôn, sinh ra Phong và lớn lên ở Quảng Ninh. Nhưng mà trong dòng máu của Phong, rồi trong cái lịch của Phong thì vẫn ghi là quê gốc là thị cầu Bắc Ninh. Chính vì cái sự ích kỷ đó cho nên là Hồ Phong đã cố gắng kéo dài cái chuyến công tác này cho đến hôm nay. Thì sau cái buổi này thì cũng xin phép anh Duy Cương, anh Mai Long cùng tất cả anh chị trong Cửa Sổ Vàng là cho phép được dừng lại ở đây đã, rồi nếu có điều kiện thì sẽ tiếp tục với các anh các chị tiếp theo ạ. Anh Cương và anh Mai Long có nói nhiều đến cái sự vất vả của diễn viên chúng tôi, nào là tránh nắng, nào là ốm, nào là thế nọ kia, nhưng tôi thấy là những cái điều đấy không có ý nghĩa gì cả. Chúng tôi có thể đánh đổi gấp 1.000 lần, thậm chí 1.000.000 lần để
đổi được lại cái tình cảm, cái sự nhiệt tình rồi là cái yêu mến của khán giả dành cho bộ phim Trạm Vào Hạnh Phúc nói chung và những cá nhân diễn viên chúng tôi nói riêng. Tôi sẵn sàng đổi tất cả, thậm chí là còn vất vả hơn nữa, nhiều lần hơn nữa để giành được những cái tình cảm của quý vị như thế này. Xin chân cái tình cảm này là để mãi ở trong lòng của mình, hy vọng sẽ được gặp lại các anh sớm nhất. Một lần nữa cũng xin được chân thành cảm ơn phần chia sẻ cũng rất là tuyệt vời của nghệ sĩ Hồ Phong. Và trong buổi live stream của các nghệ sĩ thì nghệ sĩ ưu tú Đới Anh Quân cũng có gửi những lời cảm ơn cũng như những lời chúc tốt đẹp nhất tới thầy, tới ekip thực hiện chương trình, tới các nghệ sĩ. Một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, và có lẽ rằng thì ngay bây giờ thì ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng chung vui với những món quà rất đặc biệt trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời thầy sẽ cùng dành cho đạo diễn cũng như... Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn đạo diễn cũng như nghệ sĩ rất nhiều đã cùng dành tặng cho toàn thể quý vị những thước phim rất là quý báu. Dạ vâng ạ, tiếp theo ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu dự hiện diện. Đó là cụ Nguyễn Hữu Tẹo và bà Nguyễn Hữu Tẹo.